thông tin tài khoản TikTok triệu follow của Đạt Villa bị khóa. Sáng nay, rất nhiều người dùng mạng lan truyền hình ảnh, chụp màn hình, tài khoản hơn 7 triệu follow của Đạt Villa bị bay màu. Khi truy cập vào, sẽ hiện dòng chữ tài khoản này bị cấm và không còn sẵn sàng nữa. Lập tức, thông tin này nhận về sự quan tâm lớn. Nhân mạng cũng tò mò về nguyên nhân phía sau khiến nam TikToker gặp vận đen dịp cuối năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tài khoản này đã được mở lại. Phía Đạt Villa cũng chưa có phản hồi chính thức nào về thông tin này. Đạt Villa tên thật là Đặng Thành Đạt. Đến từ Hà Nội, anh là một trong những TikToker nổi tiếng của giới trẻ hiện nay khi liên tục cho ra lò các clip bắt trend cực hàng trên mạng xã hội. Trước khi theo sự nghiệp TikTok vào năm 2020, anh là chủ một tiệm tóc. Không chỉ bắt trend cực nhanh, anh còn gây chú ý khi sở hữu ngoại hình sáng. Sau khi thấy tương lai phát triển của nghề TikToker, anh đã cùng một số bạn trẻ khác thành lập ra một nhóm có tên là gia đình villa